Các ông bố bà mẹ thân mến, phương pháp thai giáo bằng âm nhạc được xem là một trong những phương pháp thai giáo đem lại hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ cho con yêu phát triển trí não ngay từ khi bé còn ở trong bụng mẹ. Chính vì vậy cho nên các bà mẹ của chúng ta cũng cho con mình nghe rất là nhiều những loại nhạc khác nhau, từ nhạc dân ca nè, nhạc thiếu nhi nè, những bài hát ru con cho đến cả những bản nhạc giao hưởng hoặc là những bản nhạc cổ điển nữa. Nhưng cho con nghe nhạc như thế nào là đúng cách để có thể hỗ trợ tối đa sự phát triển trí não của trẻ thì không phải là ông bố bà mẹ nào cũng biết. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ về điều này trong một kỹ năng nhé. Lai, bữa nay đi đâu đây? Trời ơi, đang có em bé mà cũng chăm đi dữ ha. Là đi mua mấy cái đĩa cho em bé nghe nhạc, với lại đi mua mấy cuốn sách về thai giáo. Tình cờ ghê luôn á, hôm nay là Bảo Anh đang đi lựa mấy cái đĩa nhạc dành cho bà bầu. Bảo Anh... Không có đâu nha, đừng có hiểu lầm, không phải là mình đang có em bé đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mình có hẹn với chuyên gia và cái chủ đề là về thai giáo luôn, là thai giáo cho trẻ bằng âm nhạc. Mà nói nghe nè, hôm nay có bận gì không đó? Lai lựa xong Lai đi về nhà không? Có muốn đi với mình không, gặp chuyên gia để mà mình hiểu thêm về thai giáo cho trẻ bằng âm nhạc? Ủa rồi Lai tham gia có tiện không? Trời ơi có gì đâu mà không tiện, được hết mà đang rất là phù hợp với lại nhu cầu của Lai luôn nè. Thế hả? Vậy tham gia với mình ha. Thưa quý vị, hiện nay Bảo Anh và Thu Lai đang có mặt tại một ngôi trường đào tạo âm nhạc dành cho trẻ nhỏ. Và chúng tôi đến đây để cùng gặp gỡ với một thầy giáo âm nhạc trẻ tuổi nhưng có rất là nhiều những nghiên cứu cũng như là kinh nghiệm trong việc giảng dạy âm nhạc dành cho trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cùng đi gặp gỡ thầy giáo này quý vị nhé. Kỳ anh này, lúc nãy khi mà Bảo Anh và Thu Lai đến đây á thì phải nói là rất là ngạc nhiên đúng không? Hai chị em cứ nhìn hoài vào trong cái cửa lớp của các bé đang say sưa học nhạc. Không biết là các bé ở đây của mình là tiếp cận âm nhạc từ lúc khi nào ạ? Trường âm nhạc và nghệ thuật Neo Kid tiếp nhận đào tạo các bé từ khoảng 3 tuổi. Thì khi mà có dịp trao đổi với lại các phụ huynh thì mình thì bố mẹ cũng chia sẻ là bố mẹ đã cho các con tiếp xúc âm nhạc từ khi đang nằm trong bụng mẹ. Và phần lớn các bé được tiếp xúc với âm nhạc khi trong bụng mẹ thì có khả năng tiếp thu và cảm thụ âm nhạc tốt hơn. Thế nhưng rằng là khi mà áp dụng cái phương pháp này thì không phải là bà mẹ nào cũng biết cách áp dụng làm sao cho phù hợp nè. Rồi áp dụng có cần phải dựa trên cái nguyên tắc nào hay không để mà không làm ảnh hưởng đến trẻ nằm trong bụng mẹ nữa? Có một số nguyên tắc cho bà mẹ và trẻ khi lắng nghe âm nhạc. Và trước tiên thì đó là phải lắng nghe đúng lúc. Vì vậy cho nên là nếu mà mình muốn thay giáo cho bé bằng âm nhạc thì phải chọn cái khoảng thời gian nào mà bé đang thức, thì như vậy bé mới có thể lắng nghe những điệu nhạc. Âm lượng là một vấn đề rất là quan trọng mà Kỳ Anh muốn nhắc các thai phụ, thường thường là khoảng dưới 65 decibel trở xuống. À đúng rồi, hồi nãy bên có nghe Lai nói là Lai chuẩn bị cả tai nghe dành cho bà bầu để mà cho em bé nghe nhạc đó. Thì thầy Kỳ Anh này không biết là sử dụng tai nghe đó thì có thích hợp cho việc là cho bé nghe nhạc. Theo như quan niệm mới bây giờ thì các bác sĩ và các nhà khoa học khuyên là chúng ta không có nên dùng cái tai nghe nữa mà mẹ bầu nên nghe âm nhạc một cách tự nhiên. À thầy Kỳ Anh này, thì không biết cái thời gian mà nghe nhạc cho bé thì khoảng bao lâu là phù hợp? Thông thường thì để mà bé tập trung tốt để cảm nhận âm nhạc thì khoảng thời gian vàng là từ 20 tới 30 phút. Trước khi mà đến đây thì Bảo Anh cũng như là Thương Lai cũng có dành khoảng thời gian đi cửa hàng sách nào mà để lựa sách về thai giáo cũng như là lựa những cái CD, những cái album mà mẹ bầu mở nhạc lên cho em bé nghe đó. Nhưng mà thiệt sự ra luôn á, lựa theo cái coi như là kinh nghiệm xem trên mạng rồi báo chí chứ cũng không biết là những cái CD này nó có phù hợp hay không nữa. Chắc là phải nhờ thầy Kỳ Anh xem qua và tư vấn kỹ hơn quá. Thật sự ra là nhạc cổ điển mà của các nhạc sĩ nổi tiếng như là Mozart, Beethoven thì là luôn luôn nằm trong đầu danh mục các đĩa CD mà mẹ bầu nên dùng áp dụng cho việc thai giáo. Thì thường thường là các mẹ bầu nên chọn những loại nhạc nào mà mẹ thích và những âm nhạc nào khiến cho mẹ cảm giác thư giãn dễ chịu. Nhưng mà đối với những dòng nhạc như nhạc rock hay nhạc dance hay những dòng nhạc quá sôi động thì chúng ta không nên áp dụng cho việc thai giáo. Vì thường thường những loại nhạc này có cường độ âm thanh quá lớn và có những quãng nghịch âm khiến cho thai nhi cảm giác không có dễ chịu. Và thứ hai đó là âm nhạc giúp cho thai nhi cảm thụ. Thì thông thường thì những loại nhạc này có tiết tấu vui tươi và trong sáng thì sẽ giúp cho cái sự phát triển của thai nhi tốt. Bên cạnh đó thì các bà mẹ bầu nên cho thai nhi nghe những bài hát tòng giao, những bài hát ru cũng như là các bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt.
Và qua một quá trình giảng dạy thì mình thấy rằng nếu mà bố mẹ nào áp dụng cái việc thay giáo bằng âm nhạc cho trẻ thì thường thường là khi ra đời thì trẻ sẽ có sẽ thích thú với âm thanh và phản ứng với âm nhạc cũng như tiết tấu tốt hơn là cái trẻ khác. Công nhận hay quá, đúng là ngày hôm nay Lai có thêm nhiều kiến thức về thay giáo và âm nhạc rồi đó. Một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin mà thầy Kỳ Anh đã chia sẻ cho chương trình Làm Mẹ. Các ông bố bà mẹ thân mến, một kỹ năng với phương pháp thay giáo bằng âm nhạc cũng đã khép lại chương trình Làm Mẹ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm mà quý vị khán giả luôn dành cho chương trình. Còn bây giờ, ông Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại.